Địch đại Nhật Ba bị soi một chi tiết có liên quan tới trường ca hành và ngự sao ký, gì thế nhỉ? Ở hậu trường bộ phim ngự giao ký, địch đại Nhật Ba khiến dân tình cười không ngớt vì rủ hội chị em thì vật tay. Ngự giao ký do địch đại Nhật Ba và Nhận Gia Luân đóng trình đang bước vào giai đoạn cao trào, kỷ văn hòa và chẳng cá trường ý, khiến dân tình khóc hết nước mắt vì từ người yêu biến thành kẻ thù. Khán giả cho rằng trong những tập cuối của phần 1, cặp trình sẽ còn ngược nhau nhiều hơn nữa. Ngoài các tình tiết hay hấp dẫn trên phim, hậu trường ngự giao ký dự quân sơ tương thức cũng nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả. đặc biệt địch đệ nhật ba đã khiến dân tình phải cười không ngớt vì dù cả hội chị em trong ngự giao ký dự quân sơ tương thức thi đấu vật tay bình thường nhìn địch đệ nhật ba có vẻ mong manh yếu đuối là vậy nhưng thật ra cô nàng lại cực kỳ khỏe mạnh chính vì vậy khi tham gia trò vật tay với các bạn diễn nữ nàng mỹ nữ tân cương luôn giành được phần thắng ở hậu trường ngự giao ký dự quân sơ tương thức địch đệ nhật ba đã rủ nữ diễn viên phạm trinh người đóng vai tuyết tam nguyệt vật tay và không ngoài dự đoán người đẹp Tân Cương hoàn toàn chiếm ưu thế trong trò chơi này. Trước đó trên phim trường trường ca hành, chị Lộ Tư cũng từng phải chịu thua trước nhiệt ba trong trò chơi vật tay. Nàng Lý Lạc Yên đã vô cùng không phục khi thua đàn chị, thế nhưng cho dù có đấu lại nhiều lần thì cô nàng vẫn không thể thắng nổi nhiệt ba dù chỉ một lần. So với hồi đóng trường ca hành, địch đệ nhiệt ba ở ngự giao kỳ đã giảm cân khá nhiều. Dẫu vậy sức khỏe của cô nàng cũng không hề bị ảnh hưởng, thân hình mảnh mai là vậy nhưng nàng mỹ nữ tân cương đã rất nhiều lần bế bỏng các bạn diễn nữ thậm chí các bạn diễn nam so với những cảnh ngược nhau tơi tả trên phim hậu trường ngự sao kỳ giữ quân sơ tương thức lại luôn ngập tràn tiếng cười nhiều khán giả đã phải thừa nhận rằng sau khi khóc hết nước mắt cho kỳ vân hòa và trường ý thì họ sẽ tìm đến hậu trường để ăn ủi tâm hồn cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của pvlog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại